hai cho anh em ơi, chào quay trở lại với kênh 195 lắm. Trong video này mình sẽ chia sẻ với anh em cách để chúng ta có thể cài đổi giọng nói khi chúng ta chơi game ha. Thì ở đây thì nó sẽ phù hợp với những cái game như là Liên Quân, Free Fire hoặc là PUBG Mobile đó, thì tất cả loại game luôn. Hay là anh em muốn đổi giọng nói trong những cái ứng dụng như là Messenger, Zalo nữa, thì chúng ta có thể gửi những cái file giọng nói, đổi giọng nói thì cũng được luôn nha anh em. Đó chứ không phải là chơi game không mà chúng ta có thể sử dụng trên Zalo và Messenger luôn ha. Rồi, đầu tiên thì mình cho là ai xài Redmi Note 10 á, thì chúng ta sẽ thấy là điện thoại này nó có game Turbo đó. Thì anh em vào cái game Turbo trên cái máy Xiaomi Redmi Note 10 ha. Đây là cũng là một cái máy rất là lâu đời này, để chúng mình test cho anh em xem. Đây là khi mà anh em vào cái game Turbo trên Redmi á, hoặc là Xiaomi mà nó có game Turbo nhưng mà nó không có thay đổi giọng nói anh em. Ví dụ như mình vào cái trò chơi Free Fire nè, đây mình vào thử cho anh em xem ha. Đó thì mình vào cái game Free Fire ha. Đây anh em thấy là phía bên góc phải nè, chúng ta sẽ có cái phần hiệu suất game Turbo nè. Và anh em sẽ thấy là những cái máy mà không hỗ trợ thay đổi giọng nói á, thì nó không có phần là đổi giọng nói chỗ này anh em. Đây đó, đổi giọng nói là không có luôn nè. Rồi ok, ví dụ bây giờ mình muốn có giọng nói thì làm sao, mình phải qua cái ứng dụng khác chứ không phải là sử dụng cái game Turbo này nha, tại vì con chip nó không hỗ trợ thay đổi giọng nói rồi đó. Con chip nó không hỗ trợ thì cho dù anh em có cài cái gì vô đi nữa thì cũng không có được đổi được giọng nói đâu anh em đó. Nên là anh em phải sử dụng một ứng dụng đổi giọng nói qua cách khác ha. Và thêm nữa, mình chia sẻ anh em ai mà đang sử dụng cái game Turbo trên Xiaomi Redmi nè, thì chúng ta sẽ bấm vào cái game đang chơi, chúng ta bấm vào chỗ tùy chỉnh nè. Cái này cũng khá hay nha, trên game Turbo có nè. Đó, tỷ lệ khung hình đó này, anh em có thể tùy chọn cái tỷ lệ khung hình khác nhau nè. Đó, ví dụ như máy này là 60 FPS nè. Rồi ok, khử gân cưa nè. Đó, anh em có thể khử gân cưa ở đây nè, 2x 4x, khử nhiều hay khử ít. Rồi chất lượng lọc kết xuất thì tiêu chuẩn hoặc độ tốc độ cao gì đó, thì anh em có thể chọn, mình chọn cân bằng tiêu chuẩn nha. Tối ưu đồ họa thì tích lên. Rồi cái phần là cài đặt bổ sung nằm đây cũng khá quan trọng nè, ta bấm vào đây thì đây là cái độ nhạy mà máy nó hỗ trợ sẵn cho anh em luôn á. Đây cái này là hỗ trợ độ nhạy nè. Đó, chúng ta sẽ tăng tối đa độ nhạy lên. Đó, cái này là anh em nào mà có thì ngon ha. Đó, khỏi cài những ứng dụng độ nhạy tăng độ nhạy cho máy nó có sẵn, thì chúng ta cứ việc kéo maximum lên như đầy cây như thế này. Còn hai cái phần phía dưới này nè, mình nó hoài khu vực không chạm thì anh em bấm không giúp mình nha. Tại vì anh em mà để vừa nhỏ hoặc lớn thì những cái phần khu vực mà anh em bấm thì nó không còn nhạy nữa, thì anh em thấy rất là bực bội khi mà chúng ta chơi những game Free Fire hoặc là PUBG Mobile á, thì chỗ này nó không có được nhạy lắm, là do cái này nè. Ai mà sử dụng cái game Turbo á, tắt giùm mình cái chỗ mà khu vực không chạm nha. Đó, nó tránh chạm nhầm đó, tắt đi thì nó nhạy đều ha. Còn chỗ là tăng cường hình ảnh á, anh em mà muốn màu sắc nó mạnh, nó đẹp á, thì chúng ta phải bấm vô chữ mạnh, thì anh em thấy là chỗ này nè, đó màu sắc nó được tối ưu đẹp ha. Ở góc thì nó sẽ giữ vững gì, nhưng mà tăng máy này thì nó còn đòi hỏi cái đầu quạ máy CPU nó làm việc nhiều hơn, nên là hay gây nóng máy hao pin tiếng anh em. Hiện tại sẽ sử dụng cái ứng dụng khác, anh em sẽ bấm vào mô tả, mình sẽ để cho anh em cái ứng dụng này. Đây, ứng dụng này mình cũng đã chia sẻ rất là nhiều, cũng một clip hai clip gì đó. Thì mình sẽ bấm vào cài ứng dụng nha, mình sẽ bấm chữ cài đặt nha. Rồi, và mình thấy là chỉ duy nhất thường mình em đó, không có gì. Rồi ok, mở lên. Rồi ở đây là mình sẽ chia sẻ em cách để chúng ta cài ha. Đó, cài ứng dụng này lên, chúng ta bấm chữ mở. Đây, nó ra giao diện như thế này. Rồi ok, trong khi dụng nè, cho phép. Rồi, nó ra giao diện như thế này ha. Rồi thì anh em bấm vào One List of Fun Floating Window để chúng ta mở cái Bluetooth set nè, để chúng ta mở cái con dây trên màn hình đó, để nó mới đổi được giọng nói nè. Đây, đối với anh em nào mới cài cái ứng dụng này vô thì anh em sẽ làm những cái bước này để chúng ta mới xài được nha. Hiện trên ứng dụng khác thì chúng ta sẽ chọn vô cái ứng dụng có tên là WeChanger nè, bấm vô cho phép ứng dụng khác. Rồi chúng ta sẽ quay ra lần nữa, rồi chúng ta bấm cancel. Đó, thì chúng ta bấm một lần nữa thì nó mới có con dây trên này, như thế này thì mới đổi được giọng nói nha anh em. Rồi anh em sẽ bấm vào phần là Changer Mode in game, là thay đổi giọng nói trong game nè. Đó, bấm vào đây thì nếu mà nó chưa hiện cái phần là một tin window remission này, chúng ta kích như thế này mới có nghe này. Đó, mới có cái phần thay đổi nè. Rồi ok, cho cái máy này. Ok, bây giờ mình tới cái máy đời cũ đi. Đây, ví dụ như cái máy này là máy Android 8, Android 8.0, 8.1 gì đó, rất cũ rồi. Ô, cái này là cổng cáp đang sạc pin luôn nha.
Rồi ok, ví dụ như mình muốn thay đổi thì đó, bây giờ mình sẽ làm trên máy cũ cho anh em xem được không em. Đó, bây giờ chúng ta sẽ vào cái Wallpaper nè, mình vào cho anh em xem ha. Đó, hồi nãy mình làm trên cái máy này đó. Đó, rồi. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ kích hoạt nó lên nè. Rồi, đó. Nếu mà nó không được thì chúng ta bấm vào trên Voice Game trong đây nha. Rồi chúng ta kích hoạt cái chỗ này, cái nút nhỏ lên nè. Đó, thì nó cũng đã chỉ dẫn cho chúng ta cách thay đổi giọng nói trong game làm sao đó. Bây giờ mình sẽ chia sẻ em chi tiết luôn. Rồi máy hơi lắc anh em cũng thông cảm nha. Rồi, khi mà anh em kích hoạt cái con dây dây lên đó thì chúng ta sẽ thấy là ở phía bên góc chúng ta sẽ có cái mũi tên như thế này nè. Đó, để chúng ta có thể thay đổi được giọng nói đó. Cái này là dành cho những cái máy nào không hỗ trợ cái này, còn những máy mà hỗ trợ thay đổi giọng nói rồi thì nó rất ok rồi. Đó, nó không có phiền, nó không kiểu như không có cực lắm. Những cái máy mà không hỗ trợ thì nó cực lắm anh. Rồi, anh em muốn đổi giọng nói là phải chịu cực tiếng nha. Rồi, ok, bây giờ mình để cho cái ứng dụng này chạy phía trên này phải không? Đó, anh em thấy mình chạm vô nè. Họ lắc quá. Nó chạm vô thì anh em thấy là cái ứng dụng đang hoạt động nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tiến hành vào game nha. Ok, bây giờ mình sẽ vào Free Fire nè, mình đổi giọng nói thử coi được không nha. Rồi ok, anh em thấy là ngay chỗ này là có cái mũi tên nó đang là ứng dụng đang chạy nha anh em. Đó, ứng dụng này. Rồi, ứng dụng đang chạy nha, nhớ chỗ này nha. Đó, máy này yếu cỡ nào nhưng mà vẫn ứng dụng này còn chạy là ok ra. Rồi ok. Mình sẽ di chuyển cái mũi tên nè. Đó. Được rồi nè, để chúng ta sử dụng được cái mic này á thì chúng ta sẽ bấm vào phía trên mũi tên nha. Đây. Đó, ở đây thì em lưu ý cho mình nha, ở đây sẽ có hai mic. Một là cái mic trong game anh em. Đây, anh em chú ý cho mình, một là mic trong game. Thì anh em sẽ bấm nói mic trong game. À, sau khi mà chúng ta sẽ bấm vào cái mic này. Mic này là đầu tiên và mic này là để phát lợi thôi anh em. Kiểu như là mình dùng cái này để mình phát cho cái này nghe lại cho bên kia nghe. Rồi ok, bây giờ mình sẽ demo cho anh em xem nè. Chúng ta sẽ bấm một cái mũi tên của ứng dụng nè. Rồi chúng ta sẽ chọn một cái micro ở đây ha. Rồi ok, mình sẽ đóng đi. Bây giờ mình muốn đổi sang cái khác thì mình bấm cái nút quay lại như thế này ha, mũi tên quay lại nè. Rồi chúng ta sẽ nhấn giữ một cái mic này thu lại nữa ha. Rồi. Ok, bây giờ mình sẽ đổi sang cái giọng khác xem như thế nào luôn nha. Rồi buông ra ha. Rồi nó sẽ có cái giọng như thế này rồi phải không? Anh em sẽ chọn một cái hiệu ứng khác chỗ này nè. Đó, mình bấm vào hiệu ứng khác. Rồi mình sẽ nghe thử ha. Cái này khá dễ nè, làm một hai lần là anh em làm được thôi. Ok, bây giờ mình sẽ đổi sang cái giọng khác xem như thế nào nha. Đó. Rồi ok, bây giờ mình sẽ mở qua cho cái máy bên đây nghe ha. Đó, có cái máy đang đợi đó. Rồi ok, mình sẽ bấm một và sẽ mở mic. Rồi. Đó thì cứ việc anh em ghi âm xong rồi em cứ việc phát bên kia. Rồi tắt cái mic. Đối với Zalo, Facebook thì Facebook cũng vậy luôn anh em. Ok, mình sẽ đóng. Đó. Rồi ok, giờ mình muốn xóa thì mình sẽ bấm mũi tên đây. Đó, để chúng ta trở lại và chúng ta cứ việc nhấn giữ vào chúng ta ghi âm tiếp nè. Đó, ta đổi, muốn nhấn giữ thì ta chuyển giọng thì ta nhấn giữ như thế này nè. Rồi buông ra. Rồi bắt đầu chọn vào cái mic nhỏ quá. Rồi ta bấm phát. Rồi ok, bây giờ mình sẽ nghe xem máy thì có nghe không em. Nghe anh em, cái máy bên này nghe luôn á. Rồi ok, đó. Nghe. Tại hai cái mic này để gần quá nên là nó bị rít đó nè. Rồi ok nha, như vậy mình đã chia sẻ anh em cách để mà chúng ta có thể đổi giọng nói mà cho những cái máy mà không hỗ trợ như thế này đó, thì chúng ta có thể đổi được giọng nói luôn đó qua những cái bước quen thuộc như thế này ha. Mình đã chia sẻ những kênh cũ và kênh mới này. Kênh cũ mình chia sẻ cái ứng dụng này khá là nhiều rồi. Đó, thì giờ anh em muốn đổi sang giọng khác thì chúng ta cứ việc nhấn giữ như thế này để nó ghi lại giọng chúng ta ha. Rồi ok, ở đây thì cái phần hiệu ứng chuyển giọng nè, anh em muốn chuyển thì bấm vô cái khác nè. Đó, chuyển cái khác. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ mở cái mic này lên, mở đổi hoặc tất cả gì đó anh em muốn tùy. Rồi chúng ta bấm phát nè.
Cái này là giọng chính của ta rồi. Rồi. Đó. Rồi ok nha. Rồi. Rồi ok, đó đối với những cái Android 8, Android 9 á mà anh em còn xài những cái điện thoại mà đời cũ á thì chúng ta sẽ có một bộ phần cài đặt nha. Rồi. Mà cái những cái macro mà cài hoặc là thoát bắt mà trên điện thoại mà như thế này thì cũng khá là dễ này. Đây chúng ta sẽ bấm vào phần là chọn năng nha. Trên điện thoại trong phần cài đặt nó có phần chọn năng này, chúng ta bấm vào. Rồi. Này nó hơi lắc. Anh em sẽ thấy là cái phần là chọn năng này. Đó, cái phần thoát bắt này nè. Đó, chúng ta bấm vào phần thoát bắt nha. Nó cũng có thoát bắt à. Rồi ok, chúng ta bấm vào phần cài đặt nha. Rồi. Tất cả điện thoại Android đều có thắc mắc và cái công tắc hết trơn á, điều khiển bằng công tắc đó. Rồi ok, bây giờ mình sẽ chia sẻ những cái phần trong cái thắc mắc mà đời cũ nè. Em thấy là cái phần là tùy chỉnh cử chỉ không, ta bấm vào ở đây một ngón á, một ngón tay ta bấm vào nè. Anh em sẽ chọn cho mình, kéo lên chọn cho mình cái phần là chạm và giữ nha. Đó, rồi ok, vuốt xuống cũng là chạm và giữ luôn, chạm mà giữ hết chúng mình. Đó, vuốt sang trái cũng chạm mà giữ ha. Rồi. Cái này khác với đợt rồi mình chia sẻ cái cài thất bắt trên cái máy Android đời mới nha. Đời cũ thì sẽ có cách cài khác nhau đó. Rồi. Cử chỉ tiến lùi bằng một ngón tay thì chúng ta sẽ bấm chạm mà giữ hết cho mình nha. Những cái phần này anh em chuyển chạm mà giữ hết. Rồi, những cái máy đời cũ này nè, đó. Nên là mình đang xài Android 8 9 độ trở xuống á, 8 9 10 đó. Thì bước theo cách này giúp mình nha. Cách này. Rồi. Rồi cử chỉ gốc bằng một gốc nè. Ngón tay bằng gốc đó. Rồi ok luôn. Anh em cứ việc chạm mà giữ nha. Chọn vào chạm mà giữ giúp mình hết. Đó, chạm mà giữ nha. Vuốt sang trái rồi lên trên vậy đó. Cái này sẽ giúp cho anh em chơi những cái game Free Fire ok hơn rất nhiều. Rồi vuốt sang phải rồi nhấc lên. Nó sẽ giúp cho anh em được tỷ lệ tăng tỷ lệ hết số á. Rồi cử chỉ này khỏi đâu. Rồi ok, nó chỉ có nhiều rồi nè đó. Những Android 10, 11, 12 gì đó thì nó sẽ có luôn hai tay ba tay ba ngón và hai ngón ba ngón gì đó. Rồi tùy chỉnh cử chỉ. Rồi ok xong rồi nè. Cài đặt nâng cao lên, bấm vào phần cài đặt nâng cao nè. Rồi, anh em bấm một phần là chế độ cài đặt cho nhà phát triển trong thoát bắt nha. Đây, này trong thoát bắt nè. Anh em bấm vào mức đầu ra của nhật ký nè. Anh em chọn non giúp mình nha. Mức đầu ra của nhật ký chọn non. Rồi. Rồi, này thoát ra hết đi. Rồi ok, trong cái phần này anh em thấy là phần tiếp cận công tắc nè. Ta bấm vào. Rồi bấm cài đặt. Rồi trong đây thì chúng ta sẽ thấy là cái phần là tự động quét, chúng ta bật lên nha. Đây tự động quét nè. Thời gian tự động quét thì chúng ta sẽ chọn 0.2 giúp mình nha. Đây nó để 0.45 thì chúng ta chuyển về 0.2. 0.2 giây. Rồi độ trễ của mục đầu tiên chúng ta sẽ để là 0.2 luôn ha. 0.25 nghe nè. Đây. Độ trễ của mục đầu tiên thì chọn 0.25. Số lần quét, số quét thì chúng ta để là 150 vòng. Đó, chỉnh theo giống mình nha. Những cái điện thoại Android 8, 9, 10 rồi nè, trả xuống đó. Rồi, ok, phương pháp quét nè. Quét theo hàng cột. Rồi. Bỏ qua các lần nhấn liên tiếp, chúng ta sẽ để là 0.5 nè. 0.5 giây. Bỏ qua các lần nhấn liên tiếp là 0.50 giây. Rồi thả ra để thực hiện thao tác. Rồi, bây giờ mình sẽ vào chế độ nhà phát triển rồi, không em có đâu. Đó, dễ lắm anh em. Chỗ chuột lớn này không, với những máy đời cũ á thì chúng ta sẽ kích hoạt chỗ chuột lớn giúp mình nha. Rồi nhấp sau khi con chỗ chuột ngừng di chuyển thì anh em sẽ kéo cho mình mặc định của nó luôn, thấp nhấp thấp nhất nha, đừng để cao quá. Rồi thời gian chờ cho chạm mà giữ để ngắn giúp mình nha. Rồi như nó có như thế anh em. Rồi đó, những cái máy mà đời cũ nó chỉ có như thế thôi. À quên nữa, trong cái phần cài đặt nhà phát triển luôn nè, mình sẽ chia sẻ thêm chi tiết luôn ha. Bán tao vào lại phần cài đặt nè. Rồi anh em sẽ tìm đến cho mình cái phần là cài đặt nhà phát triển á, phần hệ thống. Rồi bấm tùy chọn nhà phát triển.
Rồi anh em sẽ thấy là trong cái phần này nè, ví dụ như máy đời cũ á, thì anh sẽ thấy coi RAM ở đâu, anh em sẽ coi chỗ mà các dịch vụ đang hoạt động nè, là coi ứng dụng đang chạy trên RAM á nè. Đây đó, xem được ứng dụng chạy trên RAM á. Rồi anh em sẽ thấy những ứng dụng nào nặng quá đang chạy chiếm nhiều RAM á, thì anh em có tiến hành tắt nó đi. Ví dụ như Chrome nè, anh em bấm vào Chrome nè, anh em bấm dừng đó, cái này là giải phóng RAM nè đó. Cứ việc ứng dụng thấy ứng dụng nào nặng quá thì chúng ta sẽ tắt bớt nó để cho RAM nó chống nhiều, chúng ta chơi game nó mới mượt. Rồi rồi cửa hàng Google Play nè, bấm dừng dừng nó đi đó vậy nha. Rồi anh em có thể dừng hết luôn cũng được, nó không ảnh hưởng gì máy anh em đâu đó. Thấy thấy nó bớt bớt lát rồi đó. Rồi ok, giờ mình kéo xuống tìm những cái phần khác nha. Đây cái phần là tỷ lệ hành động cửa sổ luôn, ở đây máy mình yếu quá nên là mình tắt hết tỷ lệ hành động luôn nè đó. Chỗ tỷ lệ hành động là mình tắt hết trơn hành động rồi. Độ gọn nhỏ nhất là cái DPI anh em đó, ví dụ máy này mình không có cài DPI luôn đó, để mặc định 360. Rồi không lưu hoạt động là cái phần này là không cho ứng dụng lưu trong RAM anh em. Khi mà anh em tắt á, khi mà anh em bấm nút home thoát ra thì những ứng dụng nó sẽ không còn lưu trên RAM nữa, giúp cho những máy yếu chơi game mượt nha. Giới hạn quá trình chạy nền mình để là 2 thôi, giúp RAM anh em chống nhiều đi. Máy yếu là nên bật mấy cái đó nghe này. Rồi ok, còn một cái quan trọng nữa nè, có một cái quan trọng nữa mình muốn chia sẻ anh em luôn. Đây là kích cỡ của trình kích cỡ tải trình ri nè, là ảnh hưởng CPU của anh em á, thì em để cho mình một mê nha. Rồi thì đó, nó xử lý nhiều thì nó hay ra không hay hao pin, hơi hơi nóng máy, nhưng mà đổi lại thì máy anh em nó sẽ đỡ lắc hơn rất là nhiều nha. Rồi chơi game cũng đỡ hơn. Rồi ok, thì video này hơi dài nhưng mình đã chia sẻ rất là chi tiết rồi, anh em thấy hay đừng quên cho mình một like, một đăng ký, nhớ chia sẻ video này cho mọi người biết. Hẹn gặp lại video khác.